cái này hay gì anh nhở? Cái này chứ. Lan đây à? Hướng dẫn người yêu về ra mắt hả con? Chào chào cô ạ. Dạ, bọn con mới về ạ. Rồi lâu không gặp, trông lớn càng sinh ra nhỉ? Mày bé, cô bé mày chút ấy. Thế giờ làm gì rồi? Lương bao nhiêu? Sắp lấy chồng chưa? Người yêu làm gì rồi? Lương bao nhiêu? Sắp mua được nhà chưa? Cái gì vậy bà nội? Dạ, người yêu con làm shipper, ngày cầm tầm 100 củ đấy cô ạ. Ủa, nhiều thế cả. Hay mua được nhà, mua được xe rồi còn gì nữa? Dạ, chưa. Nộp hết cho công ty rồi. Tiền hàng của khách cô ạ. Cháu xin phép ra ngoài có nghe điện thoại ạ. Giang này, cô bảo này. Dạ. Vô thế người yêu mày làm shipper không ổn đâu. Chia tay đi. Cô giới thiệu cho con trai đồng nghiệp cô. Tuy nó mà đòi vợ rồi, nhưng mà nó tốt lắm. Lại làm còn làm nhà nước nữa. Mày xem xét lại đi. Nhá. Dạ, xem xét gì nữa cô. Cháu nó kết hôn đâu, cưới ai mà chả được. Mà ấy, cháu nói thật với cô là cháu cũng khá là ưng bạn trai hiện tại của cháu. Nhưng mà thế này cô nhá, cô cứ giới thiệu ông kia cháu đi, rồi ba bọn cháu về ở cùng với nhau luôn. Hai cô cháu nói chuyện gì vui vậy ạ? Anh này, cô đang bảo ấy, giới thiệu cho một ông một đời vợ rồi mà tốt lắm. Em định bảo ấy là ba người về sống cùng nhau luôn cho vui. Được, như thế lại càng vui ạ. Vui mà ơi. Quá chẳng. Ôi, cô nhỉ. Cứ như mẹ con tâm lắng trong.